Em xin chào các bác nhá. Nay em test cái combo cái chạm nguồn và cây Ben này để giao vào trong Bình Thuận cho bác khách làm máy bổ củi rồi. Chạm nguồn này chạm nguồn 5,5 kW, điện 3 pha 380, đầu bơm bánh răng và sử dụng van cơ điều khiển một xi lanh. Để con này là bác đã chế làm máy bổ củi. Con này là ti của nó là ti 65, bố ngoài 120, hành trình 1 mét. Đấy, combo này bên em đang làm cho bác với giá là 17 triệu nhá, chạm nguồn 5,5 kW. Đầu này bên em làm sẵn răng gầu, hàn sẵn răng gầu để cho chè củi nhá. Combo này để bổ củi. Đấy, tốc độ xi lanh chạy ra là rất nhanh nhá. Chạm nguồn này, chạm nguồn 5,5 kW, bơm bánh răng. Chạy êm ru luôn nhá. Các bác không nghe một cái âm thanh gì luôn. Áp max 250. Rồi. Áp 250 chạy êm ru luôn nhá. Các bác có nhu cầu các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh ti ben thủy lực và chế tạo các loại máy ép thủy lực thì liên hệ bên em nhá. Liên hệ bên em theo số 0985324456. Combo chạm nguồn 5,5 kW, áp max 250 và cây xi lanh này là ti 60, vỏ ngoài 120, hành trình 1 mét. Combo van cơ điều khiển một xi lanh này bên em đang làm với giá là 16 triệu. Các bác có nhu cầu thì liên hệ bên em nhá. Liên hệ bên em theo số 0985324456 hoặc là số 0355557558. Các bác xem được video thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ bên em nhá. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.